Tết Nguyên Đán Kỷ Hợi 2019 đang đến gần. Một trong những mối lo đặt ra là sự bùng phát tình trạng lấn chiếm vỉa hè, từ đó ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông, mỹ quan đô thị trên địa bàn. Chạy một vòng quanh thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi nhận thấy lề đường nào có thể kinh doanh buôn bán thì ngay lập tức đều đã bị chiếm dụng. Cuối năm, các loại hàng thanh lý, hàng tồn kho đủ chủng loại được bày bán tự do ở những nơi đông người qua lại. Ngay tại các shop quần áo, các mặt hàng giảm giá cũng được người ta chất đống ngoài vỉa hè cho khách lựa chọn. Các bãi giữ xe cũng lấn chiếm vỉa hè, khiến nhiều người đành phải đi dưới lòng đường. Ở quận nhất, nhiều bãi giữ xe tập trung đông ở các đường Nguyễn Du, Ngô Đức Kế, Mạc Đĩnh Chi, Mạc Thị Bưởi, Phan Văn Dịch. Phần lớn các cửa hàng kinh doanh đều có biểu hiện vi phạm từ 0,5 đến 1 mét ra phần vỉa hè dành cho người đi bộ. Hàng hóa chủ yếu được bày bán trên những tấm ni lông trải rộng, dễ dàng túm gọn để chạy khi có bóng dáng của lực lượng quản lý trật tự đô thị. Các mặt hàng giày dép, quần áo, dây nịt, gấu bông, vỏ rượu ngoại, hàng thủ công mỹ nghệ thường xuyên xuất hiện ở những con đường có mật độ lưu thông nhiều như Đồng Khởi, Hai Bà Trưng, quận nhất, Võ Thị Sáu, Lê Văn Sĩ, quận 3, đường 3 tháng 2, quận 10, Trần Huy Liệu, quận Phú Nhuận, Trần Hưng Đạo và đặc biệt nhất là đường Nguyễn Trãi, quận 5. Đường Nguyễn Trãi là một trong những tuyến đường lâu đời, dài và quan trọng của thành phố Hồ Chí Minh, chạy dài từ khu vực Chợ Lớn, quận 5 đến trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Thế nhưng giờ đây, trên con đường này, đoạn từ Bệnh viện Nguyễn Trãi đến Trường học Sài Gòn, dài gần 2 km, đã bị người dân chiếm dụng bày bán hàng hóa la liệt khắp vỉa hè, lòng đường. Cứ tầm 4 giờ chiều là những kệ di động bán nón bảo hiểm tràn xuống lòng đường. Khi có lực lượng quản lý trật tự đô thị kiểm tra thì người bán chạy vào hẻm lẫn trốn. Khi vắng bóng lực lượng quản lý trật tự đô thị thì đâu lại vào đấy. Đến hơn 18 giờ, các quầy bán quần áo di động cũng chiếm dụng lòng đường. Tiếp đến, nào là giỏ, túi sách, dây nịt, vớ, rồi các loại thức ăn, trái cây hỗn tạp cũng đua nhau xí chỗ. Người mua, kẻ bán đứng ngay dưới lòng đường và mặc cả, gây ra tình trạng hỗn loạn, bắt nháo. Nhiều đoạn đường bị kẹt xe nghiêm trọng chỉ vì lượng người ghé mua hàng quá đông. Đồng thời, các hình thức xuống tận lòng đường chèo kéo mời khách mua hàng cũng phổ biến ở đây. Khi có lực lượng quản lý trật tự đô thị kiểm tra, những người buôn bán kéo các quầy di động chạy tán loạn, đôi khi họ còn có hành vi chống đối, hù dọa, hành hung nhân viên công quyền. Thiết nghĩ, việc giải tỏa, xử lý vi phạm lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường là việc làm thường xuyên của lực lượng chức năng, nhưng phải được tập trung quyết liệt hơn nữa vào dịp Tết, tránh gây ra hậu quả đáng tiếc do không tuân thủ các quy định pháp luật, nhằm đảm bảo cho các hoạt động vui xuân đón Tết diễn ra an toàn, vui tươi.